Đấy là bệnh viện đa khoa khu vực Em Bắc xin phép Quang hỏi ạ. với thầy cô ạ. Ở đầu cầu Bắc Quang đã có chưa ạ? Dạ có cô ạ. Vâng, xin mời đầu cầu Bắc Quang Em sẽ xin xin mời bệnh chào án quý ạ. thầy cô của Bí Nông Nghiệp. Bệnh viện Đông Quang xin báo cáo các bệnh ạ. Về phần hành chính, bệnh nhân là 41 tuổi, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ thôn Vĩnh Sơn, Phúc, Bắc Quang, Hà Giang. Vào viện 16 giờ 35 phút ngày 22/4/2022, lý do vào viện hôn mê, nôn ra máu. Về tiền sử thì bệnh nhân phát hiện suy thận mạn khoảng 1 tháng tại bệnh viện Bạch Mai, không điều trị, về nhà sử dụng thuốc nam, và bệnh nhân này có tiền sử sử dụng nhiều rượu. Về bệnh sử, bệnh ngày thứ hai ở nhà xuất hiện nôn ra máu, tươi lẫn máu đen không rõ số lượng, kèm theo đại tiện phân đen. Ngày nay bệnh nhân hôn mê, nôn nhiều máu đỏ thẫm, lơ mơ gọi hỏi không trả lời, thì ý thức chậm thì được người nhà ở viện. Tình trạng lúc vào viện thì bệnh nhân hôn mê, glucose 8 điểm, đồng tử hai bên 2 mm, phản xạ ánh sáng có, da xanh niêm mạc nhợt, mạch quay nhanh nhỏ, vùng ngực cổ có đám xuất huyết do người nhà bắt xá. Mạch 116, nhiệt độ 37, huyết áp 190 trên 110, SpO2 60%, nhịp thở 28, nhịp tim nhanh, phổi thông khí được, gian ẩm, gian nổ hai bên nhiều, bụng chướng gan to dưới bờ sườn 5 cm. Diễn biến và xử trí bệnh nhân và thời điểm hiện tại, bệnh nhân này vào viện đã được xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy hoàn toàn, cấp cứu HD 5 ngày liên tục, sau đó lọc thường quy. Đến ngày 28 tháng 4 thì bệnh nhân được rút ống nội khí quản, bệnh nhân tự thở đều qua oxy kính. Hiện tại thời điểm làm hội chẩn thì là ngày mùng 9, bệnh nhân khó thở nhẹ, phù hai chi, tràn dịch màng tinh hoàn, mạch 89, huyết áp 150 trên 90, đang duy trì Nicardipine pin 2 ống, bơm tiêm điện 50 lít trên giờ. Thì hiện tại ngày 12 thì bệnh nhân đã dừng đi Nicardipine và huyết áp dao động từ 130 đến 150. Tim nhịp đều T1, T2 rõ, phổi thông khí được, hội chứng ba giảm hai bên đáy phổi, gian nổ gian đầm rải rác, bụng chứng nhẹ. Bệnh nhân ăn ngủ được và lọc máu chu kỳ 246. Các kết quả cận sàng thì em đã đẩy gửi lên hệ thống ạ. Chuẩn đoán là bệnh nhân là phù phổi cấp, viêm phổi, tràn dịch đa màng, suy tim, tăng huyết áp, xơ gan, suy thận mạn, lọc máu chu kỳ. Điều trị hiện tại thì bệnh nhân chúng em đã dừng kháng sinh và chỉ còn là Zabiloc 2 lọ trên ngày, Pegadin 1 viên trên ngày, Enterogram 4 gói trên ngày, và thuốc huyết áp chúng em đang dùng hai loại Lifeperidin 20 mg 2 viên trên ngày, Methylthiopa 25 mg 2 viên trên ngày ạ, và đang duy trì Furosemide bơm tiêm điện 20 lít trên giờ. Vấn đề cần hội chẩn là em xin hỏi các thầy cô là xử trí, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân như vậy đã phù hợp chưa? Và câu hỏi thứ hai là với bệnh cảnh bệnh nhân vào viện với xét nghiệm D-dimer 3456 và ferritin 1081, với hình ảnh chụp X quang phổi như vậy thì có nghĩ nhiều bệnh nhân đã bị COVID trước đấy không ạ? Thứ ba là hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này. Em xin cảm ơn thầy cô. Tôi trước khi mà xin mời các thầy cô bệnh nhân, tôi muốn hỏi bệnh viện Đa khoa Bắc Quang, bệnh nhân vào viện vì nôn ra máu và trên chẩn đoán các bệnh nhân này các bạn có suy thận mạn, giờ có suy thận mạn và xơ gan. Thế thì các bạn đã có vấn đề ý định định thăm dò cái xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân này là nghi là do cái gì chưa? Bởi vì là khi mà cái xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân xơ gan chúng ta chưa khống chế được cái xơ gan thì cái khả năng hôn mê gan nó rất là cao. Dạ thưa cô, chúng em thì cũng có ý định là để bệnh nhân ổn định chúng em sẽ nội soi ạ. Vâng, như vậy nếu các bạn mà chưa có ý định nội soi thì chúng ta vẫn bắt buộc phải điều trị một cách theo hướng mà xuất huyết tiêu hóa do vỡ tinh mạch thực quản, vì chúng ta biết là cái điều trị xuất huyết tiêu hóa do vỡ tinh mạch thực quản thuốc nó lại rất khác so với xuất huyết tiêu hóa do lát dạ dày tràng. Như vậy bệnh bệnh cảnh bệnh xơ gan bệnh nhân này khá là rõ thì chúng ta phải chọn lựa một trong hai cái để chúng ta thăm dò, vì hiện tại bệnh nhân đã rút ống rồi. Và tôi thấy các bạn chưa chú ý đến cái việc mà lý do vào viện đầu tiên người ta bị nôn ra máu mà các bạn không giải quyết cái nôn ra máu của bệnh nhân này là do cái gì ạ? Vâng, đấy là câu hỏi của tao thêm. Để xin mời cô Lý, cô thầy Lưu sẽ là bệnh nhân này, một cái bệnh nhân là cái tình trạng phổi phổi cấp và có cái tràn dịch màng phổi. Thầy Lưu có lưu ý gì về cái phim phổi hoặc những phim khác của bệnh nhân này không ạ? Bệnh nhân có hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não, thì trên ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não thì cũng không có cái hình ảnh của một cái tổn thương suy não hay một cái tổn thương nhồi máu não diện rộng đáng kể để quan sát được trên cắt lớp vi tính này. Thì có tình cờ phát hiện ra một cái ổ vùi hóa kích thước khoảng 8 mm và bên cạnh có vài nốt nhỏ nhỏ nữa bên cạnh. Tất nhiên cái này có thể nốt nhỏ, có thể là nhiễu ảnh vì bệnh nhân hơi cử động một chút. Nhưng dù sao thì cũng có nốt vùi hóa ở cái thùy trán bên trái như này. Thì nếu như mà bệnh nhân sau này điều trị mà tốt, ổn định được thì mình có thể chụp cụm từ phối hợp để đánh giá thêm xem nó có cái
dị dạng mạch não, một cái tổn thương gì đó có cái vôi hóa đi kèm hay không. Chúng ta với hình ảnh cắt lớp và chúng ta chỉ dừng lại có một cái nốt vôi hóa ở đó thôi ạ. Thế còn hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phổi của bệnh nhân, có cái x-quang phổi thì hợp lý hơn nhỉ, x-quang phổi có đây không? Đây cái hình ảnh x-quang phổi của bệnh nhân trên hai lần chụp này, chắc có lẽ là cái hình ảnh mà tổn thương nhiều hơn là ở lúc thời điểm mới vào viện. Cái hình ảnh sau này là chắc là sau khi điều trị đã được ổn định. Thì trên cái hình ảnh này thì rất rõ ràng đây là cái tim rất là to. Tất nhiên tư thế chụp nằm thì chúng ta đánh giá kích thước tim không không mà chỉ số tim ngực được không phải 0,5, chúng ta lấy hẳn lên 0,6 thì hơn rất nhiều rồi. Cái này rõ ràng là tim to. Và thứ hai cái tổn thương nó kính mờ và đông đặc trường phổi hai bên. Tất nhiên cái mờ này thì lát chúng ta xem cắt lớp vi tính, một phần mờ cũng còn một phần là do dịch nữa. Đấy. Tuy nhiên thì sau cái điều trị, thời gian điều trị, cái tim thì vẫn còn to nhưng mà hai cái trường phổi nó giảm tổn thương rất nhiều, chỉ còn một chút kính mờ, đấy, một vài cái dải mờ thôi. Thì với cái hình ảnh x-quang như thế này thì vừa nãy anh chị có hỏi là liệu có phù hợp với một cái COVID hay không. Nếu mà cái giai đoạn mà chưa đến mức độ gọi là tổn thương ARDS do COVID thì cái tổn thương phổi này là không phù hợp. Với COVID thì thường là kính mờ, dày tổ chức kẽ, có thể phối hợp đông đặc nếu mà sau được khoảng 10 ngày. Và tổn thương nó sẽ phân bố ở ngoại vi và đáy phổi một cách vượt trội hơn. Còn trường hợp chúng ta thấy rằng nó tổn thương nó là lan tỏa khắp hai phổi và có vẻ như cái vùng ngoại vi phổi nó hơi hơi tôn trọng cái vùng ngoại vi phổi một chút. Đấy. Và cái phân bố này thậm chí là phía trên vùng phổi này nó rất là nhiều ngang với vùng dưới này. Nếu mà là tổn thương do COVID thì đây là một cái giai đoạn rất là nặng ARDS do COVID rồi. Đấy. Cái còn hình chụp cắt lớp vi tính về phổi thì không biết là hình ảnh này đã chụp vào thời điểm nào, chắc là thời điểm cũng mới vào viện 1-2 ngày thì vậy thì đúng hơn. Thì chúng ta thấy rằng rất rõ ràng là bệnh nhân này có cái dịch màng phổi hai bên. Đấy. Và có cái hình ảnh đông đặc và xẹp phổi của thùy dưới phổi, cái vùng mà tiếp xúc với này thành ngực sau nhiều đông đặc và xẹp. Và chúng ta thấy rằng cái tổn thương kính mờ và dày tổ chức vách ở cái vùng đỉnh phổi nhìn khá là rõ. Đấy. Và với cái phân bố như thế này thì nó khá phù hợp với một cái tổn thương phù phổi trong cái bệnh cảnh này. Nhưng ngoài cái phù phổi, cái phù hợp, tổn thương phù hợp với cái phù phổi ra thì nó có những cái nốt mờ mà có đặc điểm của nốt mờ hình chồi cây đấy ạ. Thì những nốt mờ hình chồi cây rất là rõ, nốt mờ chồi cây này. Nhưng mà chồi cây này sẽ thiên gặp ở trong tổn thương viêm nhiều hơn. Phù phổi cũng có thể gặp những nốt mờ chồi cây nhưng mà nó không nhiều. Khi mà nó nhiều như này thì lát nữa các thầy cô bên lâm sàng có thể phân tích thêm thì cũng có thể nó phù hợp với bệnh cảnh nó có cả cái viêm phổi đi kèm nữa. Đó. Em xin hết ạ. Cảm ơn thầy Lưu. Tôi sẽ xin mời cô Lý là có ý kiến gì về cái chẩn đoán và điều trị bệnh nhân này chứ ạ? Kính thưa phó giáo sư Ánh, kính thưa các thầy và các bạn đồng nghiệp ạ. Thì ở bệnh nhân này là một cái bệnh nhân suy thận mạn, đã thận nhân tạo chu kỳ, nên là cái tình trạng mà tăng huyết áp và có thể lên cái tình trạng phù phổi cấp là hoàn toàn xảy ra, có thể xảy ra nếu mà bệnh nhân có những cái tình trạng mà chưa kịp lọc máu hoặc là có cái những cái yếu tố nhiễm trùng gây mất bù. Thế trên hình ảnh mà các anh chị gửi lên về cái siêu âm tim và điện tim thì mình chỉ thấy là có một cái tình trạng nhịp nhanh xoang thôi. Và trên siêu âm tim thì cái thành tim nó dày, chức năng tim thì vẫn còn bảo tồn. Đấy, thế và vì cái creatinine và cái ure rất là cao như thế, thế nên là mình cũng chỉ có thể duy trì được hai cái nhóm thuốc như các anh chị đang dùng. Khi mà bệnh nhân vào cái tình trạng cấp tính thì mình dùng truyền tĩnh mạch, nhóm chạy ngang canxi, còn sau đó thì mình duy trì cái liều uống nifedipine và methindopa. Thì em thấy là và mình có thể dùng lợi tiểu nếu mà bệnh nhân vẫn còn có nước tiểu. Thì em thấy là trong cái trường hợp này thì cái về khía cạnh tim mạch thì chúng em cũng không có cái xử trí gì nhiều, chắc là nó chủ yếu liên quan đến cái phía của cô Huyền về cái chuyên khoa thận, tức là nó cái phù phổi này và liên quan đến là cái vấn đề mình không giải phóng được cái lọc của cái thận đấy ạ. Em xin hết ạ. Và bên đầu cổ các bạn có hỏi là với xét nghiệm Dimer là 3456 thì cô Lý có ý kiến lưu ý gì thêm ở bệnh nhân này không ạ?
Ở trường hợp bệnh nhân này thì em thấy là trên siêu âm thì cái thất phải nó chỉ có 20 và áp lực động mạch phổi lúc đánh giá ngay cả những cái lúc mà đang phù phổi cấp thì cũng chỉ có 35, như thế là nó không có cái tình trạng tắc động mạch phổi. Thì em trong cái bệnh cảnh và trên cái điện tim mình cũng không thấy cái hình ảnh tâm phế cấp. Như thế thì em không không nghĩ gì, không nghĩ nhiều đến cái hình ảnh là bệnh nhân có cái tình trạng nhồi máu phổi ạ. Vâng, cảm ơn cô Lý. Đó, cảm ơn cô. À, trước khi sang tôi mời cô Huyền này, tôi sẽ xin mời thầy Dũng, tức là bệnh nhân này cũng khá là nặng vì nó sẽ trên cái bệnh cảnh phù phổi cấp. Thầy có thể Dũng có lưu ý gì khi mà mình hồi sức tích cực bệnh nhân này, có lưu ý gì không ạ? Vâng, kính thưa cô Ánh, kính thưa các bạn đồng nghiệp, bệnh nhân này vào viện thì trong cái bệnh cảnh rất là nặng. Lúc là bệnh nhân vào gật gù 8 điểm. Bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản, thở máy, rồi là đặt cateter, tức là trung tâm lọc máu. Và tuy nhiên là sau 17 ngày điều trị thì cái tình trạng bệnh nhân cải thiện rất là nhiều. Hiện giờ thì bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc được. Và các cái triệu chứng thì cũng cải thiện rất là nhiều. Như vậy thì về cái phương diện hồi sức là các bạn điều trị rất là hiệu quả. Thế còn các bạn, cái câu thứ hai là các bạn có trao đổi là Dimer và ferritin tăng như thế này thì có nghĩ đến cái bệnh cảnh của nhiễm virus corona trước đó hay không? Thì thường thì những bệnh nhân mà vào viện ấy, thì bao giờ bạn hàng đầu mình nghĩ đến vẫn là dựa vào kết quả X-quang. Nếu mà kết quả X-quang mà gợi ý là mình có thể là mình sẽ thăm dò luôn. Thứ hai nữa là bệnh nó về cái ferritin ở bệnh nhân này thì có rất là nhiều nguyên nhân gây tăng ferritin. Bệnh nhân này có hai cái mình có thể thấy luôn được, một là bệnh nhân có cái xơ gan, hai là bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng. Thì với hai cái biểu hiện đấy và hai cái triệu chứng đấy thì là nó là cái nguyên nhân mà có thể giải thích tại sao bệnh nhân này có tăng ferritin. Cũng tương tự như vậy là bệnh nhân này có một cái tình trạng là khi vào viện là bạch cầu là 19.000. Vậy với một cái tình trạng nhiễm trùng trên nền xơ gan thì là hoàn toàn có thể giải thích được cho bệnh nhân là có cái tăng D-dimer và ferritin. Thế còn với cái hình ảnh X-quang của bệnh nhân thì thông thường thì bệnh nhân COVID mà bọn em điều trị thì với cái quan ban đầu mình giả định là COVID thì khó mà trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy mà nó trở về cái phim bình thường như phim thứ hai. Như vậy thì kết hợp cả X-quang, kết hợp cả D-dimer, kết hợp cả với ferritin thì mình ít nghĩ đến là tiền sử bệnh nhân trước đây đã từng bị nhiễm COVID. Còn nếu khẳng định thì mình làm test thì mình kiểm tra mình có thể xác định được nữa. Em cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn thầy Dũng. Thôi xin mời cô Huyền. Chuyên khoa thận tiết niệu, bệnh nhân này là một cái bệnh thận mãn tính rồi. Thì cô Huyền có kiến gì thêm không ạ? Vâng. À, kính thưa giáo sư Ánh, kính thưa các chị đồng nghiệp. À, cho tôi hỏi một chút là bệnh nhân này là đã được làm cầu tay chưa ạ? Và hiện tại thì nước tiểu của bệnh nhân là bao nhiêu ạ? Dạ thưa cô, là bệnh nhân này đã phát hiện đi khám dưới bệnh viện Bạch Mai thì 1 tháng thì cũng ở dưới đấy có tư vấn là điều trị và làm cầu tay, nhưng bệnh nhân bỏ điều trị về nhà dùng thuốc nam và cũng chưa làm đầu tay. Vâng. Tức là đợt này là hiện tại là bệnh nhân là lọc máu cấp cứu, thì hiện tại bệnh nhân đi tiểu được nhiều không ạ? Thưa cô, hiện tại bệnh nhân đi tiểu em dùng bơm tiêm điện thì 20 lít trên giờ, thì bệnh nhân một ngày 24 đi khoảng tầm dao động từ 6 đến 700 ml thôi ạ, nước tiểu trong ạ. Vâng, thế thì khả năng cái này trên bệnh nhân này thì là cách đây 1 tháng đã phát hiện suy thận và chưa làm cầu tay, và xét nghiệm lúc vào thì có thể do bệnh nhân này là đã có chỉ định lọc máu nhưng mà bệnh nhân không lọc máu nên là có cái tình trạng ứ dịch và ứ các cái ure creatinine, và khi mà kết hợp với bệnh nhân lại có nôn máu và có tình trạng nhiễm trùng nên gây cái tình trạng gọi là phù phổi cấp, bội nhiễm, okay, viêm phổi. Trên bệnh nhân này thì về vấn đề về thận thì trước hết là các bạn chúng tôi cũng rất là đồng ý là các bạn đã lọc máu cho bệnh nhân là 3 lần một tuần. Thứ hai là bệnh nhân này thì các bạn nên làm thêm một cái xét nghiệm đấy là PTH để xem là cái đã, thứ hai là siêu âm đánh giá cái hình thái thận xem bệnh nhân này đã chắc chắn là suy thận giai đoạn cuối chưa. Nếu bệnh nhân này đã có là suy thận giai đoạn cuối thì mình sẽ có chỉ định là làm cầu tay. Thứ hai là mình nên kiểm soát cái tình trạng thiếu máu. Vì bệnh nhân này có cái nôn máu nên các bạn cố gắng giải quyết cái tình trạng đấy là soi dạ dày đại tràng xem để khống chế cái tình trạng là xem có phải mất máu qua đường tiêu hóa hay không. Vì mất máu qua đường tiêu hóa thì nó sẽ gây thiếu máu, sẽ và rồi suy thận, rồi xơ gan sẽ rất là khó kiểm soát. À, thứ ba nữa là về mặt điều trị thì là bệnh nhân này thì ngoài lọc máu chu kỳ thì chúng tôi cũng đồng ý là các bạn đang dùng nội tiểu và thêm thêm nên dùng thêm thuốc để kích hồng cầu. Đấy là Ebrex hoặc là cái kích hồng cầu erythropoietin 2.000 đơn vị có thể nhân với 3 lần một tuần các bạn tiêm để kích để cải thiện cái tình trạng thiếu máu cho bệnh nhân và sẽ tư vấn để cho bệnh nhân là làm cầu tay. Vâng, em sẽ được kiến. Vâng, cảm ơn cô Huyền. À, như vậy là
cái phổi của cô Hằng có vẻ ít đúng không ạ? Tại vì là thầy Lưu và thầy Dũng thì cũng đã phân tích rồi, thì cô Hằng có ý kiến gì thêm không ạ? Dạ, kính thưa phó giáo sư Ánh, kính thưa các anh chị đồng nghiệp ạ. Thì ạ, về cơ bản thì các thầy cô đã phân tích đầy đủ các cái thông tin liên quan đến việc là câu hỏi các anh chị là liệu D-dimer tăng và ferritin tăng thì có nghĩ đến là bệnh nhân đã có mắc COVID-19 hay không. Vì em xin phép mà nhấn mạnh lại là chúng ta không chẩn đoán COVID-19 dựa trên bằng các cái xét nghiệm D-dimer và xét nghiệm ferritin. Các cái xét nghiệm đó giúp chúng ta đánh giá về mặt biến chứng cũng như là tiên lượng, tình trạng đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân thôi, chứ không phải là cái xét nghiệm để chúng ta khẳng định việc là mắc COVID-19 hay không. Và việc khẳng định được mắc COVID-19, chúng ta sẽ ban đầu sàng lọc dựa vào triệu chứng, yếu tố dịch tễ cũng như là hình ảnh tổn thương phổi và đặc biệt là các cái xét nghiệm về về vi sinh để khẳng định chẩn đoán. Đấy là cái thứ nhất ạ. Thứ hai là thầy Lưu có mô tả một số các cái tổn thương liên quan đến tổn thương dạng chồi cây, thì đúng là những cái tổn thương dạng viêm và đặc biệt ở nhóm những cái bệnh nhân mà suy thận, mà có tình trạng suy thận có chỉ định lọc máu rồi tức là tình trạng suy thận mạng, họ có cái gọi là suy giảm miễn dịch. Bản thân cái nhóm đối tượng đó là nhóm đối tượng bệnh nhân mà có suy giảm miễn dịch, vì thế mà nguy cơ mắc lao của ở đối tượng này là hoàn toàn có. Và các anh chị nên phối hợp cái việc là chúng ta đang điều trị tình trạng nhiễm trùng, cũng việc chúng ta cũng nên loại trừ, ít nhất là chúng ta loại trừ lao bằng cách là làm xét nghiệm đờm để tìm lao cho bệnh nhân ạ. Còn về cơ bản thì bệnh nhân này với các cái điều trị của anh chị đã đáp ứng rất là tốt, tổn thương phổi gần như là hết, và chủ yếu cái tình trạng ở đây là tổn thương phổi do cái tình trạng phù phổi gây nên là chính. Còn nhiễm trùng chỉ là yếu tố phụ thêm do các yếu tố thuận lợi của phù phổi gây nên thôi ạ. Thì em xin hết. Vâng, tôi xin tóm tắt các ý kiến của các bác sĩ bệnh đồng y. Thứ nhất là trả lời câu hỏi các bạn là xử trí, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân đã hợp lý chưa. Về phần chẩn đoán thì tôi nghĩ là các thầy cô bệnh đồng y tương đối thống nhất với các bạn. Bệnh nhân này nghĩ là một cái xơ gan và có tràn dịch đa màng trên một bệnh nhân bệnh thận nhân thận mãn tính, cần phải có chỉ định lọc máu, kèm theo có tăng huyết áp và theo dõi một cái phù phổi cấp. Các bạn nên lưu thêm bệnh nhân vào viện với nôn ra máu, nên là khi bệnh nhân qua giai đoạn cấp, chúng ta phải tìm nguyên nhân nôn ra máu là do cái gì. Và nếu mà khi các bạn vì bệnh nhân này đặt ống, các bạn chưa có điều kiện ở viện, các bạn chưa có điều kiện để có thể soi dạ dày khi bệnh nhân đặt nội khí quản, ở những viện lớn người ta vẫn có thể soi dạ dày khi đặt nội khí quản, thì các bạn nên điều trị cái xuất huyết tiêu hóa này theo hướng vỡ tĩnh mạch quản ở bệnh nhân xơ gan. Vì tôi thấy toàn bộ cái phần điều trị các bạn không chú ý đến cái việc là xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân này do cái gì, chúng ta chú ý thêm một chút. Khi bệnh nhân đã ổn định rồi thì các bạn nên nội soi để chúng ta sẽ biết là cái nguyên nhân này là do vỡ tĩnh mạch thực quản hay là do lát dạ dày tràng, chúng ta có hướng điều trị tiếp theo. Vì điều trị trong giai đoạn nặng hồi sức tích cực thì các bạn, cả cô Lý và thầy Dũng đều đồng ý các bạn điều trị tương đối là ổn. Thứ hai là trên phân tích trên phim và xét nghiệm thì các thầy cô đều không nghĩ nhiều về cái tổn thương này ở phổi do nhiễm trùng, do nhiễm COVID-19. Về cái hướng điều trị tiếp theo bệnh nhân này thì các bạn ngoài cái việc là chúng ta điều trị ổn được cái phù phổi cấp rồi, các bạn sẽ điều trị được cái tăng huyết áp và ý kiến cô Huyền sẽ xem xét được cái việc chạy thận, đặt cầu tay để chạy thận nhân tạo chu kỳ với bệnh nhân này. Về xơ gan thì các bạn nên thăm dò thêm nội soi để xem nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa là cái gì, chúng ta mới sẽ có hướng điều trị tiếp theo. Các bạn còn hỏi gì không ạ? Em xin cảm ơn quý thầy cô, em còn không còn câu hỏi gì. Vâng, chúng ta sẽ xin sang ca đầu cầu tiếp theo ạ. Ca bảo